Thưa quý vị và các bạn, nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn thì họ không còn giữ được sự viên mãn trong tình dục. Một trong những nguyên nhân có thể là do tình trạng yếu sinh lý. Nhiều người thì vẫn quen với khái niệm này cho nam giới. Tuy nhiên thực tế thì tình trạng này thường xuyên gặp ở nữ giới. Và yếu sinh lý ở nữ sẽ là nội dung câu chuyện mà chúng tôi sẽ bàn đến trong tiểu mục Cà phê đời sống ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Dù chưa đến 40 tuổi, nhưng 3 đến 4 năm gần đây, người phụ nữ này đã nhận thấy những hiện tượng khác lạ trong cơ thể. Người luôn mệt mỏi, khó chịu, không muốn gần gũi với chồng. Ban đầu chị chỉ nghĩ là công việc căng thẳng, nhưng khi tới bác sĩ thăm khám, chị được chẩn đoán bắt đầu xuất hiện tình trạng yếu sinh lý. Nếu chậm điều trị, chất lượng cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thì mình cứ mãi làm ấy, thế là mình cũng quên đi, mình không bổ sung những cái vấn đề về kiểu nội tiết tố rồi những cái thực phẩm chức năng hay cái gì đó, có thể như mình chưa 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 bổ sung đầy đủ. Ăn uống này nó cũng mình cảm giác là nó cũng kiểu ít đi này, mình ăn mình cảm giác mình cũng không thấy kiểu như ngày xưa, không thấy ngon, da rẻ này, sạm đi này, tại vì cái đấy nó liên quan đến hormone, đến nội tiết mà. Tình trạng yếu sinh lý chủ yếu gặp ở phụ nữ lứa tuổi ngoài 30, phụ nữ tiền mãn kinh và phụ nữ sau sinh, phụ nữ lao động nặng nhọc. Đáng nói, số người gặp phải tình trạng này ngày càng có xu hướng tăng. Thực tế dù không phải hiếm gặp, nhưng bệnh yếu sinh lý ở nữ giới dường như còn khá mơ hồ với nhiều chị em phụ nữ nước ta. Nhiều người coi những biểu hiện như lãnh cảm, lạnh nhạt trong quan hệ tình dục hay không còn hứng thú với chuyện chăn gối là lẽ đương nhiên khi tuổi tác lớn hơn. Cũng bởi vậy, họ thường bỏ qua các triệu chứng dấu hiệu ban đầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc phát hiện muộn sẽ khiến việc điều trị khó khăn hơn, ảnh hưởng nặng nề tới chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, yếu sinh lý là tình trạng suy giảm hoặc thậm chí không còn ham muốn tình dục. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng ngoại tình, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Đáng nói, yếu sinh lý không chỉ gặp ở nam giới, mà ngay cả nữ giới cũng có thể gặp phải. Tuy nhiên thì nhiều chị em vì tự ti, ngại chia sẻ hoặc thậm chí là không tới bệnh viện thăm khám khiến cho tình trạng bệnh đã rất nặng nề. Điều này thì gây ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cuộc sống. Và trong hôm nay để giúp quý vị hiểu rõ hơn về bệnh lý yếu sinh lý ở nữ giới, chúng ta hãy cùng trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Hải Yến tới từ trường Đại học Y Hà Nội. Xin chào bác sĩ ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Hồng Hạnh, xin chào quý vị khán giả. Vâng, thưa bác sĩ, yếu sinh lý thì không chỉ gặp ở nam giới mà ngay cả nữ giới cũng có thể mắc. Vậy thì không biết tỷ lệ nữ giới mắc bệnh lý này thì như thế nào ạ? Và ai có nguy cơ cao để mắc yếu sinh lý nữ thưa bác sĩ? Yếu sinh lý ở nam giới thì chúng ta được nghe nhắc đến nhiều hơn và mọi người, xã hội đều quan tâm đến về vấn đề yếu sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên thì những cái nghiên cứu cho rằng yếu sinh lý ở nữ giới thì lại có một tỷ lệ cao hơn. Theo thống kê ở nước ta thì tỷ lệ yếu sinh lý ở nữ giới có thể lên đến 47%, cao hơn so với nam giới 12%. Nữ giới mà khi mà đã lập gia đình thì rất hay mắc phải vấn đề yếu sinh lý. Thông thường là từ 30 tuổi trở ra là có thể là đã có những cái dấu hiệu của yếu sinh lý rồi mà mọi người phụ nữ không biết hoặc là không để ý quan tâm đến cơ thể của mình. Thông thường khi mà đến tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì lúc đó là dấu hiệu của yếu sinh lý là rõ ràng nhất. Vâng, thực tế thì ở nước ta khái niệm yếu sinh lý ở nữ giới thì còn khá mơ hồ. Nhiều chị em thì thường nói là tôi nhu cầu không cao hay là tôi không có hứng thú với chuyện đấy. Vậy thì không biết đây có phải là những biểu hiện đầu tiên của bệnh yếu sinh lý ở nữ giới không thưa bác sĩ? Thật ra thì nhu cầu của nữ giới không yếu hơn nam giới đâu, không có ít hơn nam giới đâu, mà có thể nhu cầu về quan hệ tình dục của nữ giới còn cao hơn ở nam giới. Đó chỉ là do về vấn đề về sức khỏe, về vấn đề về tinh thần và những cái công việc hàng ngày bề bộn thì có thể là làm giảm cái nhu cầu sinh lý của người nữ giới thôi. Mình đã gặp nhiều bệnh nhân đến với mình, ban đầu chia sẻ thì họ chỉ có nói là mệt mỏi, mất ngủ hoặc là do căng thẳng, chứ còn cái vấn đề yếu sinh lý thì lại rất là ngập ngừng, e dè. Nhưng mà khi mà tâm sự nhiều hơn để mà được cái sự bệnh nhân tin tưởng mình hơn thì bắt đầu họ mới chia sẻ những vấn đề về phòng the của mình, thì lúc đó mới có được rất là nhiều những cái dấu hiệu của yếu sinh lý hoặc là những cái suy giảm hormone sinh dục nữ mà mọi người phụ nữ lại cứ nghĩ là mình là nhu cầu thấp. Vâng, các chuyên gia thì cũng cho rằng là với bệnh yếu sinh lý ở nữ giới thì khó nhận diện hơn là yếu sinh lý ở nam giới.
Vậy thì quan niệm này có đúng hay không ạ? Và có dấu hiệu nào thì có thể để nhận biết được bệnh yếu sinh lý ở nữ giới không thưa bác sĩ? Có cái dấu hiệu rõ ràng hơn của vấn đề yếu sinh lý chẳng hạn như là giảm khoái cảm tình dục, rối loạn về kích thích tình dục, hoặc là không có mong muốn tình dục, hoặc là những cái rối loạn về các cái tuyến tiết chất nhờn ở trong âm đạo, làm âm đạo khô ráp hoặc đau khi quan hệ. Đó là những cái dấu hiệu biểu hiện rõ ràng của việc yếu sinh lý. Chẳng hạn như là rối loạn kinh nguyệt, cảm thấy không hứng thú với cả về việc quan hệ tình dục, hoặc là dấu hiệu thấy người mệt mỏi, căng thẳng, stress, hoặc tóc khô rối, rồi những cái bất ngờ cũng là có thể một vấn đề rối loạn nội tiết dẫn đến yếu sinh lý. Vâng, nhiều người thì cho rằng là yếu sinh lý ở nữ giới là bệnh rất nhạy cảm, khó nói nên ít chia sẻ. Tuy nhiên thì điều này có thể khiến tình trạng của bệnh nặng lên. Vậy thì việc thăm khám muộn căn bệnh này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thưa bác sĩ? Cái vấn đề gặp đầu tiên là vấn đề về hạnh phúc gia đình, về vấn đề về tâm lý của người phụ nữ sẽ không được thoải mái. Sau đó là sẽ dẫn đến những cái hệ quả về các cái dấu hiệu toàn thân, bệnh lý toàn thân của người phụ nữ, ảnh hưởng đến nhan sắc, ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý, rồi là có thể lâu dần thì gây ra những cái biểu hiện bệnh lý trong cơ thể, chẳng hạn như là rối loạn hormone sinh dục nữ, hoặc là những bệnh lý về loãng xương, về đái tháo đường, tăng huyết áp, những bệnh lý nội tiết ảnh hưởng rất là nhiều. Và theo y học cổ truyền thì yếu sinh lý hoặc là những vấn đề liên quan đến sinh lý của nữ thường là do về thận, về can, về tỳ chủ sinh ra. Thế thì khi mà không được điều trị sớm hoặc là điều trị không đúng thì những cái cơ quan đó sẽ gây ra bệnh, có thể là đau lưng, mỏi gối, ù tai, hoặc là mệt mỏi, mất ngủ, căng thẳng, stress, rất là nhiều vấn đề. Vâng ạ, một câu hỏi chắc chắn là sẽ được rất nhiều người quan tâm. Đó là hiện nay với những người đã được chỉ định là mắc căn bệnh yếu sinh lý ở nữ giới thì sẽ được điều trị như thế nào ạ? Nếu mà phát hiện ra yếu sinh lý nữ thì ban đầu tiên là sẽ phải xét nghiệm hormone sinh dục nữ để xem là bệnh nhân có bị thiếu hụt những cái hormone sinh dục nữ nào không, có những cái bệnh nội tiết nào gây ra những cái tình trạng đó hay không. Hoặc là nếu mà không có rối loạn nội tiết thì chúng ta sẽ can thiệp những cái thuốc khác. Còn có rối loạn nội tiết sẽ sử dụng hormone sinh dục nữ thay thế. Nếu các bạn đi khám thì các bạn cũng sẽ được bác sĩ kê và điều trị theo phác đồ điều trị. Còn theo y học cổ truyền thì điều trị yếu sinh lý nữ bao quát, tổng quát toàn bộ cơ thể, không chỉ về hormone sinh dục nữ mà còn xem bệnh nhân có vấn đề gì về các cơ quan nội tạng trong cơ thể có cái suy yếu hay không. Chẳng hạn như tôi đã nói là can, tỳ, thận có thể ảnh hưởng đến cái sinh lý ở nữ. Thế thì theo y học cổ truyền thì những cái bệnh ở cơ quan nào sẽ sử dụng những cái thuốc cho phù hợp bệnh cơ quan đó. Và khi mà người phụ nữ được điều trị xong thì sẽ thấy không chỉ là cái sinh lý nữ được cải thiện mà toàn bộ cơ thể là cũng được cải thiện rất là rõ rệt. Điều trị yếu sinh lý nữ là một quá trình khá là dài và đòi hỏi sự kiên trì của bệnh nhân. Vậy thì không biết là trong quá trình điều trị, người bệnh có dễ gặp những sai lầm nào không thưa bác sĩ, khiến cho việc điều trị sẽ khó đạt kết quả cao hơn ạ? Yếu sinh lý là phải điều trị cả một quá trình mà. Một quá trình sẽ thay đổi cơ thể và điều hòa lại hormone sinh dục nữ. Thế nên là khi mà chưa đạt được cái hiệu quả mong muốn của bệnh nhân thì bệnh nhân tự ý dừng thuốc, đi tìm một cơ sở quảng cáo nào tốt hơn, có thể là tự ý dùng một loại thuốc nào đó không rõ nguồn gốc rất là nhiều nhưng mà cũng không có đạt hiệu quả. Và khi đó thì lại gây ra một cái vấn đề là những cái thời gian mà mình đã điều trị trước đó thì tự nhiên lại thành lãng phí. Lúc quay lại với bác sĩ là lại phải điều trị lại từ đầu hoặc là bệnh đã nặng hơn.
Vâng ạ, sau khi đã được bác sĩ chỉ định về liệu trình điều trị thì bên cạnh việc tuân thủ thuốc cũng như là quá trình điều trị thì có lẽ là thói quen sinh hoạt cũng như là cái lối sống hàng ngày cũng cần phải được duy trì và định hình lại. Bác sĩ có lời khuyên nào dành cho người bệnh không ạ? Những cái chế độ sinh hoạt rất là quan trọng đối với người phụ nữ, chẳng hạn như là chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, không có quan hệ tình dục quá độ, giữ gìn sức khỏe, giảm căng thẳng, stress cực kỳ quan trọng, và có thể là thay đổi không khí, môi trường để mà giảm cái áp lực cuộc sống, để tăng cái mối quan hệ trong gia đình, tăng mối quan hệ đối với bạn tình, để thay đổi được những cái không tốt trước đây. Và thật sự đó là một cái vấn đề mà kể cả bác sĩ và bệnh nhân cũng cần phải kết hợp với nhau, tạo được một cái kết quả điều trị tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ.